Dầu dừa đang là sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng tìm kiếm vì tác dụng thần kỳ của nó, không chỉ đối với sức khỏe mà còn đối với sắc đẹp. Dầu dừa nguyên chất là hình thức tinh khiết nhất của dầu dừa. Dầu dừa nguyên chất có hương thơm tự nhiên của dầu dừa, hương thơm này dao động tùy thuộc vào công nghệ chế biến. Tuy vậy, việc lựa chọn dầu dừa nguyên chất nào và chất lượng cũng cần phải lựa chọn kỹ giữa vô vàn nhà sản xuất và cơ sở chế biến nhỏ lẻ. Sau đây, Sabigui Việt Nam sẽ chia sẻ một số thông tin về sản phẩm dầu dừa nguyên chất để quý vị có thể tìm hiểu và lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp. Dầu dừa nấu bằng phương pháp thủ công hay ép nhiệt. Đây là phương pháp sử dụng nhiệt để tách dầu ra khỏi cơm dừa bằng cách vắt dừa, đào để lấy nước cốt. Sau đó đem đun sôi trên bếp cho nước bốc hơi, sản phẩm còn lại nổi lên bề mặt có màu vàng nhạt, trong chính là dầu dừa. Nhiệt độ khác nhau làm cho chất lượng của dầu dừa và màu sắc dầu dừa cũng khác nhau. Dầu dừa nấu thủ công hay ép nhiệt có những đặc điểm như sau. Nếu đun dầu dừa trong một thời gian ngắn, lửa ít, tạp chất và nước chưa bay hơi hết nên thời gian bảo quản ngắn và dễ hư hỏng trong quá trình bảo quản. Chính vì vậy phải sử dụng chất bảo quản mới sử dụng được trong một thời gian dài, và nếu sử dụng thời gian dài phải bảo quản trong tủ lạnh. Nếu bạn đun dầu dừa trong thời gian dài thì tách được nhiều nước ra khỏi sản phẩm nhưng chưa chắc đã tách được hết nước. Bên cạnh đó, màu dầu dừa sẽ bị chuyển sang màu vàng, không còn màu trắng trong như ban đầu nữa. Thời gian dài và tốn nhiều nhiên liệu, mùi thơm từ dầu dừa giảm đáng kể do ảnh hưởng của nhiệt độ, nên các vitamin và một số hợp chất có lợi như các chất chống oxy hóa trong dầu dừa sẽ bị mất đi và sẽ không còn tốt đối với sức khỏe và da nữa, để lâu sẽ lắng cặn ở đáy chai. Về điều kiện vệ sinh sẽ không được đảm bảo, bởi vì nếu nấu thủ công sẽ không hoàn toàn an toàn trong khâu vệ sinh. Nếu các bạn tự làm thì không sao, nhưng mà nếu mà các cơ sở chế biến nấu để bán thì thường khó có thể đảm bảo hoàn toàn được độ an toàn và vệ sinh của sản phẩm. Do đó, thông thường dầu dừa nấu thủ công thường có thời gian sử dụng rất ngắn. Với phương pháp nấu thủ công thì dầu dừa cũng là sản phẩm nguyên chất. Tuy nhiên, bản thân cơm dừa có chứa đường, keo và nước thì phương pháp này không thể loại bỏ hoàn toàn. Dầu dừa nấu thủ công thường có màu vàng và mùi thơm ngọt như kẹo dừa. Dầu dừa ép lạnh. Chế biến từ những quả dừa già khô. Cơm dừa được tách bỏ lớp vỏ ngoài, khử trùng, sau đó mang đi ép bằng máy để lấy nước cốt đậm đặc. Phần nước cốt này sẽ đi qua máy ly tâm để lọc hết các tạp chất, nước, đường, cả chất keo có trong cơm dừa, cho ra sản phẩm dầu dừa tinh khiết có màu trong suốt. Vì dầu dừa ép lạnh chỉ được ép ở nhiệt độ không vượt quá 120 độ F, tức là khoảng 49 độ C, nên sản phẩm ra có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, không bị mất đi do nhiệt. Như vậy, so với cách nấu thủ công hay ép nhiệt, dầu dừa ép lạnh có một số ưu điểm vượt trội. Đó là thẩm thấu nhanh và dễ dàng qua da mà không gây nhờn rít bởi lớp đường keo đã được loại bỏ hoàn toàn. Hàm lượng chất dinh dưỡng được giữ nguyên trong quá trình chế biến, không có tác dụng bởi nhiệt. Chất lượng đồng đều hơn bởi vì dầu dừa ép lạnh được sử dụng dây chuyền công nghệ hoàn toàn khép kín và tự động, đảm bảo độ an toàn vệ sinh thực phẩm và sẽ giúp mang lại thời gian bảo quản lâu hơn. Dầu dừa ép lạnh chỉ có mùi hương dịu nhẹ như mùi cơm dừa, không như là dầu dừa nấu thủ công hay là ép nhiệt có mùi thơm nhiều hơn, đặc trưng của kẹo dừa. Vì thế, tùy theo
ứng dụng của các bạn có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp. Nếu các bạn sử dụng dầu dừa để ứng dụng trong chăm sóc sắc đẹp cũng như là sức khỏe thì tốt hơn là các bạn nên lựa chọn dầu dừa ép lạnh. Còn đối với bạn nào muốn sử dụng dầu dừa để ứng dụng trong chế biến thực phẩm như làm bánh, làm kẹo thì sản phẩm dầu dừa ép nhiệt hoặc là nấu thủ công sẽ mang lại mùi thơm ngậy hơn, béo hơn và mang lại cho món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Chúc các bạn có sự lựa chọn thông minh và sáng suốt.